thưa quý vị, cuối giờ chiều nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố với các sở ban ngành quận huyện nhằm tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch trong trạng thái mới. Cùng dự có Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết. Báo cáo tại cuộc họp về công tác phòng chống dịch trong thời gian qua, Đà Nẵng có 28 ngày không phát hiện ca mắc mới trong cộng đồng. Trong 158 ca mắc COVID-19 thì có 142 bệnh nhân đã xuất viện, đang điều trị cho 16 trường hợp. Cách ly tập trung với người về từ vùng dịch là 93 trường hợp, tại nhà là 417 trường hợp, xét nghiệm cho hơn 497.000 người, tiêm vaccine đợt 3 cho 665 đối tượng. Về bản đồ an toàn COVID-19.vn, Bộ Y tế thống kê chỉ có 9,3% cơ sở đánh giá, hơn 12.900 cơ sở chưa đánh giá, 101 đơn vị đánh giá không đảm bảo, nên thành phố vẫn bị đánh giá chưa an toàn. Xử phạt vi phạm phòng chống dịch với lũy kế là 664 vụ, tổng số tiền là hơn 1.800.000.000 đồng. Về các hoạt động nới lỏng, người dân thực hiện phòng chống dịch đúng quy định. Địa phương tăng cường kiểm tra các biện pháp, phát hiện một số trường hợp vi phạm tại quán nhậu. Đã mạnh tay cho tạm dừng hoạt động các doanh nghiệp thực hiện tốt phòng chống dịch. Các chốt kiểm soát dịch được siết chặt. Nhìn chung, tình hình công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả. Các quận huyện đang triển khai việc ký cam kết, chịu trách nhiệm về các trường hợp về từ vùng dịch. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội cùng với các địa phương rà soát cho đối tượng thực sự bị thiệt hại do ảnh hưởng dịch COVID-19 và quan tâm quy định cách thức hỗ trợ cần có thống kê cụ thể về số lượng. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết qua nghe báo cáo của các địa phương về tình hình dịch tại thành phố đã được kiểm soát nhưng tuyệt đối không được chủ quan. Với một số hoạt động được nới lỏng thì vẫn còn nhiều vi phạm phòng chống dịch. Nên tôi đề nghị ban chỉ đạo cần phải chỉ đạo một cách quyết liệt hơn nữa về các cái biện pháp để làm sao tạo ra thực sự là chúng ta tạo ra một cái ý thức cho người dân và các cái cơ sở sản xuất phải tuân thủ các cái điều kiện trong các cái yêu cầu về phòng chống dịch như hiện nay. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng đề nghị các địa phương khắc phục ngay tình trạng cập nhật thông tin trên covid.vn. hệ thống của Bộ Y tế và khắc phục ngay tình trạng cơ sở không an toàn thì không cho phép hoạt động. Thống nhất đề xuất nới lỏng một số biện pháp trong văn bản dự thảo, nới lỏng kèm theo các điều kiện để kiểm soát. Kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị thành phố không được chủ quan, cần quyết liệt trong thực hiện biện pháp phòng chống dịch. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp, đề nghị quận huyện tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm. Địa phương phải có trách nhiệm cam kết trong công tác phòng chống dịch, Sở Y tế khẩn trương hoàn thành kế hoạch xét nghiệm.